Tại huyện Lệ Thủy, một trong những địa phương có nhiều tiềm năng thế mạnh về chăn nuôi gia cầm, nhiều người dân đã đầu tư phát triển các trang trại quy mô lớn, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất, qua đó góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế thị trường. Gia trại chăn nuôi chim cút lấy trứng của anh Nguyễn Quang Linh thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy là một trong những cơ sở được đầu tư quy mô và ứng dụng hiệu quả công nghệ vào quá trình sản xuất. Vốn đã trải qua nhiều nghề khác nhau, nhận thấy tiềm năng của địa phương về chăn nuôi chim cút, năm 2021, anh Nguyễn Quang Linh đã xây dựng hệ thống chuồng trại với diện tích khoảng 1.000 m2 để nuôi chim cút với quy mô 15.000 con. Với quan điểm sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, trong quá trình chăm sóc vật nuôi, anh Nguyễn Quang Linh luôn tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật về thức ăn được uống cũng như xử lý hệ thống chất thải chăn nuôi. Ở cơ sở sản xuất của tôi thì ưu tiên về cái chất lượng đầu tiên đó là để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi vì cái sản phẩm của mình đó là thực phẩm để cung cấp ra thị trường, cho nên phải ưu tiên về cái chất lượng để đảm bảo an toàn cho tất cả những người tiêu thụ sản phẩm của mình. Quy trình sản xuất được là khép kín, chuồng lên để đảm bảo được cái con giống nó khỏe. Từ đó thì cho cái sản phẩm sạch. Đối với cái nguồn thức ăn thì mình phải chọn cái công ty cung cấp thức ăn uy tín nhất trên thị trường và cũng tham khảo trên thị trường đã sử dụng cái nguồn thức ăn đó chưa. Thì từ đó mình sẽ chọn cái công ty có cái uy tín đã làm ăn lâu năm trên thị trường rồi. Nhằm đảm bảo cho vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao, anh Nguyễn Quang Linh đã đầu tư hệ thống làm mát bằng giàn lạnh và quạt gió để giữ nhiệt độ ổn định cho chuồng nuôi. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp nước uống cho vật nuôi cũng được thiết kế tự động, đảm bảo cung cấp nước uống đầy đủ theo nhu cầu của vật nuôi. Việc đưa một số công nghệ ứng dụng vào quá trình chăn nuôi chim cút giúp anh Nguyễn Quang Linh vừa tiết kiệm được công chăm sóc, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhận thấy hiệu quả và tính bền vững của mô hình chăn nuôi chim cút lấy trứng, anh Nguyễn Quang Linh quyết định đầu tư thêm 3 lò ấp trứng hiện đại để sản xuất trứng cút lộn và con giống. Với hệ thống lò ấp hoạt động hoàn toàn tự động theo công nghệ mới, mỗi tháng anh Nguyễn Quang Linh xuất ra thị trường trên 100.000 trứng cút lộn, 5.000 con giống. Bên cạnh đó, mỗi tháng anh còn xuất bán khoảng 300.000 trứng cút ngang ra thị trường. Nhờ sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị máy móc, sản xuất theo một quy trình khép kín, nên hiệu quả kinh tế từ nuôi chim cút theo mô hình gia trại của gia đình anh Nguyễn Quang Linh tương đối cao, với mức thu nhập trên 100 triệu đồng một tháng. Đối với cái vùng cát này thì thời tiết rất là khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng, nên trang trại phải áp dụng cái mô hình trại lên, gọi là có hệ thống làm mát, là gồm có những máy sưởi và máy bơm để làm mát, giảm nhiệt độ cho chuồng trại, thì từ đó nó vật nuôi nó mới khỏe, sinh trưởng và phát triển mới tốt được. Cái chu trình làm mát thì gồm có cái hệ thống quạt làm mát, quạt hút và có một cái máy bơm để phun bơm lên đến mái nhà và phun vào cái hệ thống làm mát. Quạt đó nó sẽ hút cái hơi ở trong hệ thống tấm làm mát đấy ra, là tạo cái độ ẩm và hơi mát trong chuồng trại. Việc ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi gia cầm nhằm tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, đồng thời góp phần tổ chức liên kết bao tiêu sản phẩm, mở ra nhiều cơ hội để người dân yên tâm phát triển chăn nuôi. Trong đó, nuôi vịt trứng ứng dụng công nghệ là một trong những hướng đi hiệu quả. Được sự hỗ trợ tư vấn của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Hoàng Hải đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại rộng 1.200 m2 có ứng dụng công nghệ với quy mô nuôi 6.000 con vịt đẻ để thực hiện mô hình sản xuất vịt giống và trứng vịt lộn, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội hơn so với phương thức nuôi truyền thống trước đây. Để tạo điều kiện thuận lợi cho vịt sinh trưởng, phát triển tốt và chủ động mùa vụ nuôi, các chuồng nuôi được lắp đặt hệ thống màng ăn, màng uống tự động, có gian làm mát điều chỉnh nhiệt độ chuồng nuôi theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của đàn vịt và điều kiện thời tiết cụ thể. Việc là ứng dụng khoa học công nghệ vào là trong tổ trang trại của tôi là áp dụng theo những cái kỹ thuật là tiên tiến, khoa học hiện đại, phù hợp với là sản xuất theo là quy trình chăn nuôi là tiên tiến hơn. Nuôi bằng công nghệ khép kín là để đảm bảo cái môi trường xung quanh là đỡ mùi hôi, giảm tối thiểu mùi hôi giữa xung quanh bên ngoài giữa trang trại và người dân. Các cái máy móc là như là làm mát, gian lệnh, hút quạt hút gió, khử mùi chuồng trại và chăn nuôi.
là đảm bảo hợp vệ sinh. Thực hiện quy trình sản xuất theo một chu trình khép kín nhằm mang lại chất lượng tốt cho người tiêu dùng, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Hoàng Hải cũng đã đầu tư 6 lò ấp trứng với công nghệ tiên tiến hiện nay để sản xuất trứng vịt lộn và con giống cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Đây là hệ thống lò ấp bằng điện hoạt động hoàn toàn tự động theo các thông số đã được cài đặt từ trước. Vì vậy, hiệu quả mang lại rất cao so với phương thức ấp trứng trước đây. Trung bình mỗi tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Hoàng Hải xuất ra thị trường khoảng 2 vạn con vịt giống và 150.000 quả trứng vịt lộn. Nhờ thực hiện chu trình đảm bảo an toàn từ con giống ban đầu đến nguồn thức ăn, quá trình nuôi và quy trình ấp đảm bảo, cho nên chất lượng trứng lộn cũng như con giống của công ty luôn đảm bảo, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận. Sử dụng máy móc để ấp nở trứng lộn thì là với công nghệ hiện nay là hiện đại hơn, lo ấp là hơn 1 vạn quả và chế độ là đảo trứng là tự động ngắt nhiệt, nếu nhiệt độ cao thì có là máy hút, nó tự hút nhiệt nên chỉ là cái chất lượng về là trứng là ngon hơn và an toàn hơn. Và mục đích của chúng tôi là mang đến các cái thực phẩm sạch để mang đến cho người tiêu dùng an toàn và hiệu quả nhất. Mô hình chăn nuôi vịt trứng ứng dụng công nghệ ở công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Hoàng Hải là quy trình chăn nuôi sạch, an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện công ty cũng đang liên kết với 2 trang trại chăn nuôi vịt lớn ở Lệ Thủy để triển khai chăn nuôi theo hướng áp dụng công nghệ hiện đại nhằm có nguồn trứng đảm bảo chất lượng phục vụ cho việc sản xuất con giống và trứng vịt lộn của công ty. Với hệ thống chăn nuôi đạt chuẩn, quy trình sản xuất trứng lộn, sản xuất con giống khép kín, sử dụng hệ thống lò ấp hiện đại, đã giúp công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Hoàng Hải dễ dàng tìm kiếm được các đơn vị liên kết tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm. Từ đó ổn định đầu ra, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Hướng tới một nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Hoàng Hải cũng đã đầu tư trồng cây xanh kết hợp với hệ thống tưới tự động nhằm tạo nên không gian xanh đẹp, thoáng mát ở khu vực chăn nuôi gia cầm để đàn vịt sinh trưởng và phát triển tốt. Trang trại là luôn trồng các cây xanh và là các loài cây ăn quả để tạo không gian môi trường xanh sạch đẹp và phù hợp với môi trường, sử dụng các cái gian phun làm mát để đỡ cái công sức của người lao động ra. Cái môi trường như này nó sẽ bổ trợ cho được cả cái không gian là thoáng mát cho vật nuôi, giúp cho vật nuôi là sinh trưởng mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn ạ. Hiện nay tại các địa phương, việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong các trang trại chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng vẫn còn hạn chế do chủ cơ sở thiếu nguồn vốn đầu tư sản xuất. Để các doanh nghiệp cơ sở chăn nuôi mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào quá trình chăn nuôi, cần có những chính sách hỗ trợ khuyến khích để các chủ thể có điều kiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ nhằm phát triển chăn nuôi hiện đại theo chuỗi khép kín. Bên cạnh sự chủ động của người dân, các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học công nghệ trong chăn nuôi, tạo điều kiện về đất đai để xây dựng chuồng trại, từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi để xây dựng chuỗi liên kết giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.